chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chặn phe chính kết nối Israel, Trọng Huệ quay đầu chầu Nga để trung thành với vũ khí đồng nát. Vũ khí đồng nát của Nga đã thể hiện rất rõ ở chiến trường tại Ukraine là không phải bàn cãi. Tưởng rằng trong có 72 giờ quân Putin có thể chiếm được cả Ukraine, nhưng nay đã qua một năm mà quân Nga vẫn chẳng tiến được gì, ngoài một số nơi đã chiếm từ trước. Nga nghèo, kỹ thuật kém đã không còn là ông lớn trong lĩnh vực vũ khí của thế giới. Nga là nước chào bán vũ khí khắp nơi, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam. Với vũ khí kém như thế mà Việt Nam không có chiến lược thay thế bằng loại vũ khí hiện đại hơn thì chẳng khác nào làm mồi cho Trung Quốc. Phe Nguyễn Phú Trọng lâu nay trung thành với Nga và Trung Quốc thì không cần phải bàn cãi. Họ dùng tư duy cuồng Nga để đưa Việt Nam phụ thuộc vào loại vũ khí đồng nát. Điều này rất nguy hiểm. Đây là hình ảnh ông Andrei, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga tìm gặp ông Vương Đình Huệ. Vào ngày 17 tháng 2 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo báo chí cầm họng vào ngày kỷ niệm quân xâm lược Trung Quốc tràn vào Việt Nam, tàn sát phụ nữ, trẻ em và người già, phá nát cơ sở kinh tế, đánh sập cầu đường và đốt cháy làng mạc. Tuy nhiên, vì muốn làm hài lòng Trung Quốc, ông Nguyễn Phú Trọng đã bàn bạc đãi người anh hùng dân tộc và những vị quốc vong thân vào ngày ấy, một sự vô ơn không thể nào vô ơn hơn. Ông Trọng đã bán đi sự hy sinh của những anh hùng liệt sĩ và những người lính chiến đấu ngày ấy để làm vừa lòng Bắc Kinh. Ông Nguyễn Phú Trọng, người chủ xướng đốt lò trong nước, cũng là người dẫn đầu nhóm thân tàu, thân Nga, kéo theo những người mà ông Nguyễn Phú Trọng đang đào tạo để thay thế ông, cũng có chủ trương tương tự. Sự lớn mạnh của nhóm thân tàu, thân Nga làm cho Việt Nam ngày mà mất đi quyền tự chủ và ngày càng phụ thuộc vào hai cường quốc hung đồ này. Vào ngày 17 tháng 2, ông Andrei, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đã tìm gặp bằng được ông Vương Đình Huệ để bàn về việc đẩy mạnh hợp tác song phương Việt-Nga trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính tiếp đại diện thương mại Hoa Kỳ và Katrina. Được biết, Nga đã giúp một tay để Việt Nam ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Và giờ đây, phía Nga sang Việt Nam để làm việc kiếm chút cháo bằng cách thuyết phục nhóm thân tàu thân Nga tiếp tục mua vũ khí và năng lượng của Nga. Trong tình thế Nga bị thế giới tự do cô lập, mà nhóm thân tàu thân Nga kết nối phía độc tài Putin là đẩy đất nước đối diện với rủi ro cũng bị cô lập tiếp theo. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng đang giáo giết chặn đứng đường dây mua bán vũ khí giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Israel là có ý đồ chặn sự kết nối của phe ông Phạm Minh Chính với phương Tây. Ngân sách quốc phòng Việt Nam gần 8 tỷ đô la, Nga chỉ ủng hộ một phiếu cho Việt Nam và Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 mà được tiếp cận với núi ngân sách khổng lồ của Bộ Quốc phòng Việt Nam là một sự kết nối quá có lợi. Đất nước Việt Nam đang rất cần thoát ly khỏi thứ vũ khí đồng nát của Nga. Tờ Thời báo.de đã có một số bài viết nói về thứ tàu ngầm đồng nát kilo như là để cho có dự án mà kiếm trác đốt túi các quan chức. Loại tàu ngầm này rất lạc hậu, không thể gây khó khăn gì cho Trung Quốc. Dự án này chỉ lừa được người nhẹ dạ cả tin, không lừa được người hiểu biết. Đây là hình ảnh quyết chặn đường làm dây làm ăn với Israel. Phe của Nguyễn Phú Trọng đang dần kiểm soát tứ trụ, sắp tới khả năng cao là Võ Văn Thưởng sẽ ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước. Xem như ông Nguyễn Phú Trọng đã chiếm tới 75% ghế ở đây. Không biết rồi đây ông Phạm Minh Chính sẽ làm gì để chống đỡ lại phe ông Nguyễn Phú Trọng, bảo vệ cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang tẩu thoát. Vì bà Nhàn là một người rất quan trọng trong vấn đề môi giới mua bán vũ khí với Israel. Vũ khí của Israel thì rất hiệu quả. Israel đã trình diễn nó ở những lần đáp trả tổ chức Hồi giáo bên bờ Tây phóng rocket nhằm vào lãnh thổ Israel. Vũ khí Israel đã được tích hợp trí tuệ nhân tạo, còn gọi vũ khí Nga thì chỉ là khối sắt đồng nát cổ lỗ sĩ. Việt Nam dưới tay nhóm thân tàu thân Nga, đất nước sẽ không an toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin chặn phe chính kết nối Israel, Trọng Huệ quay đầu chầu Nga, trung thành với thứ vũ khí đồng nát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Trọng là cao thủ của cao thủ, Gian Hùng có mặt nạ anh hùng. Cái lò là nơi xây lên tên tuổi trong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chưa bao giờ chuyện đốt lò lại mạnh mẽ và sôi động như hiện nay. Với việc quẳng hàng chục ủy viên Trung ương Đảng vào lò, thậm chí ông còn bẻ gãy và quật ngã nhiều ủy viên Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Phú Trọng đánh đồng chí không dùng luật pháp mà ông dùng đảng luật đã viết theo ý của ông để triệt hạ họ. Cho nên việc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng không thể gọi là thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật mà phải gọi đúng với ý nghĩa của nó là đấu đá nội bộ. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho tới nay vẫn chưa ai hưởng trọn vẹn cái gọi là suất đặc biệt mà Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra, mà chỉ có ông được hưởng tại đại hội lần thứ 12 vào hồi đầu năm 2016 khi ông Trọng đã quá tuổi, nhưng vẫn được ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí thư. Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Dũng nhỏ tuổi hơn nhưng là bị ép về vườn. Đây là một thứ luật lệ tùy tiện. Ví dụ thứ nhì là đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trọng đã già hơn được hưởng suất đặc biệt một lần nữa, trong khi ông Trần Quốc Vượng nhỏ tuổi hơn lại bị gạt ra rìa. Tuy nhiên, đại hội lần ấy cũng có người ăn ké suất đặc biệt của ông Trọng, đó chính là ông Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng vì đấy là mâm cỗ dành riêng cho Nguyễn Phú Trọng nên kẻ ăn ké Nguyễn Xuân Phúc đã bị lật ghế. Và hiện nay ghế này đang bỏ trống. Trong suất đặc biệt mà Nguyễn Phú Trọng vẽ ra, dường như ông không chấp nhận ai ăn ké cả. Và đây chính là cái thể hiện sự độc tài trong nhóm lãnh đạo chủ chốt. Gọi là nhóm lãnh đạo chủ chốt gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư. Chứ chưa nói đến vi phạm, phạm vi rộng hơn là Bộ Chính trị hay Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đang nấp an toàn dưới cái ô quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng. Cách làm của Nguyễn Phú Trọng được gọi là tham nhũng quyền lực. Nó nguy hiểm hơn tham nhũng kinh tế, bởi những ai đã được nấp dưới cái bóng của ông Trọng thì gần như tuyệt đối an toàn. Khả năng bị phát hiện là rất thấp, bởi ông Trọng chỉ dùng đảng luật cho những ai mà ông ngứa mắt, còn những ai được ông nhìn nhận vừa mắt thì là cực kỳ an toàn. Ví dụ như trường hợp của ông Tô Lâm, người đã ăn thịt bò rất vàng, đã dính đến vụ mobile phone của AVG và dính tiếp đến vụ bắt cóc tại Đức. Người cho con cái đi du học ở London bằng nguồn tiền hết sức mờ ám, nhưng vẫn an toàn, vì ông này đang đứng dưới trướng của Nguyễn Phú Trọng. Hay ông Vương Đình Huệ cũng như thế, ông này biết kín đáo che đậy từ thủ đoạn chính trị đến những trò biển thủ, nhưng cuối cùng cũng lòi ra tiền ở đâu, ông cho con gái ăn học tại Mỹ với chi phí hàng trăm ngàn đô la mỗi năm. Thế nhưng ông Vương Đình Huệ vẫn ung dung. Đấy là hậu quả của tham nhũng quyền lực. Tham nhũng quyền lực là dùng quyền lực tùy tiện, đã dùng quyền lực tùy tiện còn gán cho nó một mỹ từ cao đẹp để đánh lừa dân chúng, như cụm từ làm trong sạch vững mạnh đảng hay chống tham nhũng không có vùng cấm để ẩn giấu một ý đồ thanh trừng, thì quả là một cao thủ. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ vẫn ẩn nấp an toàn dưới ô dù của ông Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đã 79 tuổi, cái tuổi đã quá già, nhưng ông vẫn còn đang bám trụ để tiếp tục cuộc chiến. Từ khi ông Trọng lên làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến nay, chưa bao giờ ông tới gần thắng lợi cuối cùng như hiện nay. Từ năm 2021, bốn trụ trong tứ trụ thì phe ông chiếm một nửa. Sau cú quật ngã ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nếu sắp tới bầu được người vào trụ Chủ tịch nước thì số trụ phe ông sẽ chiếm 75%, chỉ còn có trụ cuối cùng là trụ Thủ tướng. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng bứng được trụ này đi nữa thì phe ông chiếm 100% trong tứ trụ. Lúc đó người kế vị ông trên ghế Tổng Bí thư sẽ thừa hưởng những gì ông để lại. Ông Nguyễn Phú Trọng đã thanh trừng rất hiệu quả. Phe của ông gần như vô đối, nhưng ông lại được tung hô là người đốt lò vĩ đại. Những người đấy nghĩ ông là anh hùng, tuy nhiên thực chất ông là gian hùng mới đúng hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Tổng Trọng là cao thủ
của cao thủ gian hùng, có mặt nạ anh hùng. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.